Thưa quý vị, thưa bà con, giai đoạn tháng 3 năm 2022, trong những cái clip đó chúng tôi đã giới thiệu quý vị bà con cái trang trại của anh Vũ Văn Quân ở khu Lân Hát, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, là cái cây cam chỉ mới bắt đầu trồng và cải tạo lại. Sau 4 tháng trời, quý vị và con quay trở lại cái trang trại. Hôm nay nhìn đã sự thay đổi khác hoàn toàn. Sau đây chúng tôi sẽ cùng quý vị và con vào gặp anh và trao đổi lại cái cách chăm sóc và phục hồi đến giờ phút này để được cái cây đẹp như thế này. Xin mời quý vị và con. Thế vừa rồi là có em ở cái cây gân đinh đấy, đúng cây này này. Đấy, cây này em vào cái lúc bây giờ. Đấy, bảo gân xanh lá vàng đấy. Bây giờ có gân đâu. Nhưng bây giờ này còn cái lá nó còn chết hẳn đây này, nó còn chấm này. Nó khác bay hết cơ mà. Cây được có tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng. Thì nó lại bật ra. Lại bật lại như này, vào đây, như này. 1 này, 2 này, 3 này, vào khoảng độ 70 phân. Phát triển rất tốt nha. Các bác chăm bao giờ được cái lồng này không ạ? Chăm là để chặt gốc, đấy. Đấy, em đã chặt 20 cây rồi. Thì là anh Nguyên bảo là chú đừng chặt nữa, chăm lại cho anh cái này không phải kiên linh. Đấy. Thì em đã chặt 20 cây như này rồi chứ. Quân ơi, Quân chia sẻ với các bác ở đây một chút là chú đã chăm những cái gì vào đây chưa? Cho các bác ấy biết cái. Em thì thật ra là tưới xu. Chú tả cho cái cây này nó đầu tiên nó thế nào đã? Đầu tiên là nó biểu hiện của nó là nó nhìn như kiên linh ấy. Bị lốm đốm hết cả cái thân này luôn, toàn bộ cái tán luôn. Đúng rồi. Thế hôm em bảo bác là thôi thì cái cây này sẽ chặt đi. Sợ nó lây lan ra vườn không? Đúng rồi. Thế anh có tham gia, anh bảo cái này thì có khả năng là không phải kiên linh. Em hạ tán đi. Hạ tán, trước khi hạ tán là tới Sumo Go xong hạ tán. Đúng rồi. Khoảng 7 ngày em hạ tán đi. Xong rồi là chăm sóc đầy đủ cứ từng bước từng bước. Tới hai lần Sumo Go sau mỗi lần kép em lại cứ bón ít phân vi sinh ở đó. Rồi là phân chuồng. Đấy. Thì sau bằng thời gian em mới khẳng định là không phải là ghiên linh mà cây là thiếu chất dinh dưỡng và nước. Đúng rồi, cái nước là quan trọng. Đây là thế thì em cái hệ thống nước được của em chính thức đưa lên được lâu chưa? Em lắp hệ thống này là trước khi vào mùa hè. À vào mùa hè. Đấy. Thì sau cái đợt đấy thì nuôi rồi lớp lọc em thấy là nó mới lên được như này. Thì em mình kiểm soát được cái độ ẩm. Đúng rồi, đấy. Cái độ ẩm này quan trọng phải không ạ? Đấy. Cây này thì em phải để ý nhá, lúc nào gốc nó phải như này. Đúng rồi. Đây này. Các bạn thấy đây này, các bác này, rễ tôm nó nổi như này. Đây này. Cái độ ẩm của đất là phải như thế này. Trước không đấy, có bao nhiêu phần trăm này? Nó khoảng độ 65-70% là đẹp nhất. Thừa không được. Thừa thiếu thì càng không có. Đấy. Nhưng mà nếu cái độ ẩm của nó như này là không bao giờ bị đứt rễ. Mà cái rễ này thì rất quan trọng. Đấy. Nên là các bác lắp được cái hệ thống tưới này là tốt nhất. Thế là em mới tưới từ lâu đến lần này lần thứ 3. Đúng rồi, tưới tiết cho nó hơn đúng không? Ừ. Nó là còn nuôi được cả quả này. Xanh trở lại. Ngày mai xử lý cái này đi này. Cái này dẹp trắng này. Cái dẹp kim. Dẹp kim. Lá cũ nó còn sót một ít chưa hết này. Ừ, đấy. Vàng rực luôn. Em ở cái này cả lá là đào đi rồi. Đúng rồi. Thế mà vẫn còn có quả này. Là dễ thôi. Cái này dễ nó ra đây rồi đây này. Rồi cái khu này là kém luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ nó cũng trở lại rồi, em thấy là nó cũng tuyệt đối rồi đấy, yên tâm rồi. Cái độ ẩm này đúng là quan trọng. Đấy, nhất nước đấy. Nhất nước. À, vàng như thế này là thường thường thỉnh thoảng nó vàng như thế này. Cây này là vừa bị cách đây khoảng 15 ngày nhưng mà đã tác động rồi. Bây giờ lọc nó lại vàng như thế này là bình thường. Thực ra cái rễ vẫn là cái rễ đấy. Rễ có vấn đề. Đấy. Cứ rễ nó còn là bị là như thế. Chú nhá, cháu xử lý cây kia xong đấy. Cây kia mình không biết, mình để nó vàng cả cây. Cây này bắt đầu thấy một tí hiện tượng dưới này mình đã xử lý mà thằng này không bị nữa này. Thỉnh thoảng nó từng cành thôi. Thằng này là không lên được nữa. Như thằng kia là mình không xử lý nó lên cả ngọn nữa. Vàng rực hết. Như thằng này là nó sẽ hạn chế, nó sẽ bị đây. Nhưng cây này chẳng lẽ là một tháng sau nữa là lại trở lại bình thường. Tức là cái vế rễ bên nào bị? Đây thỉnh thoảng nó cũng vẫn dính nên mình cứ cắt đi. Cắt không hết, quan trọng nhà nó được ở dưới này không. Nhà anh nó có cái bầu được thế này không? Có nổi được thế này không? Có. Đấy, bây giờ riêng cái họ cây có múi là như lúc em vào ấy là cái hệ thống của chú chưa được hoàn thiện lắm. Thế nhưng mà sau có những cái trao đổi về kỹ thuật thì Quân có thể trao đổi với các bác ở đây một chút là mình làm thế nào để cho nó, mục tiêu của làm này để làm gì. Đấy.
Theo em thì nói chung là trồng cây này thì cây này nó có tính là nó thêm một cái yếu thuận là mình cũng trồng lổi đây. Có cây nó chết úng chứ không lổi nó cũng bờ chết được cả. Còn nó thiếu nước thì mình sẽ khắc phục bằng cái hệ thống tưới này. Cái này cháu đi làm nhưng chỉ cần tối về là cháu vào cho tưới một lúc là vườn đầy đủ luôn. Nghĩa là nước bao giờ mình kiểm soát được nó. Giống nó khỏe nhỉ. Vâng, đấy. Đây vẫn là cây cam như của các bác chứ có phải là cây cam gì khác đâu, đúng không? Nhưng đây là do cái công nghệ và một là phân bón Sumago, hai nữa là cái độ ẩm phù hợp. Đấy, ba nữa là mình đưa thêm các loại phân bón khác cho nó cân đối. Đấy. Cái cây này em đã dùng thêm cái những cái phân bón gì ngoài Sumago nữa? Nếu mà thật ra Sumago ngoài Sumago ra thì nó có bón được đỗ tương với ngô là tốt. Không thì vi sinh. Quan trọng nữa là phân chuồng. Phân hóa học, anh ơi là tả cái vườn 1.000 cây này từ đầu năm em có một tạ phân hóa học thôi. Đấy. Rất ít luôn, bón như mình chính luôn. Đấy. Mỗi lần bón cả cái khu này hết có 25 cân, 50 cân. Từ đầu năm bón 2 lần. Lém đúng như mình chính rắc thôi. Rắc nhẹ đây thôi. Một nắm bé thôi nhỉ. Đúng. Cái đầu châu ấy. Có thể bón đầu châu hoặc Việt Nhật. Đấy tùy mình thôi, nhưng mà các cháu là cái văn hóa học mình cũng lên làm dụng rồi. Hoặc là mình cho loan bổ sung để nó đầy đủ chất thôi, chứ còn nó quan trọng là hữu cơ. Đấy, cái Sumago. Dùng Sumago khoảng một tuần ấy là nó dễ, nó đã trắng rồi.